Em cũng tưởng tượng, trời ơi chết rồi, chẳng chẳng lẽ bồ mình là như minh tinh hết trời, nó đẹp dữ vậy. Rồi, chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào anh chị và chào tất cả mọi người. Em tên Văn Mạnh, là nhân viên bán hàng. Bao nhiêu tuổi cơ? Dạ, 24 tuổi. Còn em? Dạ, em tên Cẩm Tú, em là nhân viên thiết kế đồ họa. Em 28 tuổi. 28 tuổi. Ồ, gì gì 28 tuổi, 24. Nhưng mà thật ra nhìn là không hề biết là cái sự chênh lệch tuổi tác. Dạ. Nhưng về bạn này. À, vậy thì chị gặp em trong trường hợp này. Dạ thì không phải là gặp nhau nữa mà là hai đứa em chơi game chung. Thời đó là game audition thịnh hành lắm. Nhảy không? Dạ đúng rồi. Và lúc đó thì kêu làm quen với em. Rồi sau là nói thôi mình làm ông xã bà xã đi. Rồi là lúc đó là hai vợ chồng cưới nhau trên game thôi. À, cưới nhau trên mạng rồi đó ha. Hai bạn ở trên mạng nhưng mà đâu có chat chip được với nhau hả? Dạ chat thì có nói chuyện trên mạng thôi. Chứ không có biết mặt mũi nhau. Mà biết tuổi nhau không? Dạ biết, nhưng mà xưng hô bằng tên, kêu ông xã bà xã. Tức là chưa biết nhau, chưa gặp nhau nhưng đã gọi nhau là ông xã bà xã rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Duyên tiền định á. Rồi đến bao lâu thì các bạn mới được gặp nhau? À, đến 2 năm sau lận. Tại... Trời ơi, nhảy 2 năm rồi chưa? Dạ không, cũng là nhảy có khoảng chừng 3-4 tháng gì thì anh đi nghĩa vụ quân sự tới 1 năm rưỡi rồi. Lúc đó là coi như là em mất liên lạc hoàn toàn. Đúng. Rồi sao nữa? Rồi sao? Cũng tình cờ liên lạc lại, không biết làm gì, lấy điện thoại ra bấm. Đâu ngờ đâu, bấm trúng số điện thoại của vợ. Lúc đó này trúng là ngày sinh nhật của vợ nữa. Nên là thấy giống như cái duyên tiền ông Tơ bà Nguyệt đúng không? Dạ. Ê, hai cái mặt giống nhau, làm gì làm ông Tơ bà Nguyệt cũng phải xe làm sao mà dính. Chưa, lại hay thiệt. Lúc đó thì sinh nhật em mà lúc đó là trời mưa nữa, tại buồn trời, em nói không có tổ chức không gì, không tổ chức sinh nhật luôn. Dạ đúng không, mà trời đang mưa đang buồn. Trời, tự nhiên nhận được cú điện thoại. Trời ơi, giờ này em ăn cơm chưa, về giết tuồng liền em. Đó thì lúc đó đâu tự nhiên anh này gọi điện mà em nói ủa ai vậy, mà em mất liên lạc lâu lắm rồi em không nghĩ là ảnh gọi. Cái trời nó bật lên, nói ồ phải Tú phải không, nói ờ đúng rồi, nói ờ Mạnh nè. Ủa Mạnh nào đây, chúng ta quen nhiều quá không nhớ ai. Cái lúc mà Mạnh nó nói xuyên ờ nói Mạnh đi nghĩa vụ quân sự nè, rồi lúc đó em phát hiện à đúng rồi, rồi mới đúng là anh này. Mà lúc đó em cũng không biết mặt mũi, chỉ nghe giọng nói thôi. Và sau cái lần đó thì em mới vào em rung rinh rồi, tại vì em trời cảm động quá, không đúng ai người đi cho mình luôn, đúng nơi mà lúc trời mưa nữa. Rồi còn Mạnh thì sao? Lúc đó thì em thấy cũng mến rồi thì hai đứa cũng liên lạc qua điện thoại, nói rồi ra quân thì mình sẽ gặp nhau. Buổi sáng em ra quân là vừa về đặt ba lô ở nhà là em ra xe, em bắt xe đi ra Sài Gòn luôn. Dạ quê Nha Trang à. Nha Trang. Dạ. Đặt ba lô xuống là bắt xe vô Sài Gòn luôn. Dạ. Hoàng mãnh liệt thiệt chứ. Rồi sao rồi lúc đó là lần đầu tiên gặp nhau phải không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Gặp rồi cái cảm giác lúc gặp nhau sao? Nói đi. Lúc còn trong ngủ anh khoe nói ờ anh đẹp trai lắm, nói yên tâm đi, anh mắt hai mí mũi cao rồi. Nói chung là anh diễn tả anh thì đúng rồi đi. Có mà. Đó, dạ lúc đó thì trời chẳng lẽ bồ mình là như minh tinh hết trời, nó đẹp dữ vậy. Dạ. Rồi lúc mà ra bến xe thì em không có biết mặt ảnh. Rồi ảnh cũng không biết mặt em luôn. Quá trời chuyến xe tới. Mà xui tự nhiên cái lúc đó là ảnh vô cái điện thoại của ảnh lại hư hết pin, không liên lạc được. Em không biết cầm cách nào. Trời, cái em nói em suy nghĩ trong đầu chết trời, có khi nào bị lừa không. Em đứng đợi 4 tiếng đồng hồ ngoài bến xe. Trời ơi. Cái sau mà đúng cái chuyến xe đó tới, cái ảnh vừa bước xuống mà em nghi chắc có lẽ là người này. Vậy đó hả? Dạ. Em giống như là em tương tự trong đầu luôn đó. Em bước lại cái em cười một cái, cái ảnh cũng cười một cái. Trời ơi, chết liền luôn, tại vì em thích cái nụ cười anh lắm. Trời ơi. Trời ơi. Bệnh mệnh nó thấy chưa? Quá tại vậy vì luôn. Lúc đó cũng nghĩ là đi chuyến xe đó đi để trễ rồi điện thoại còn hư, mà xe nó lại có vấn đề nữa, không biết là cô ấy có đợi mình không. Vừa tới xe cái thấy cô này đội cái nón hình con vịt với cái bộ đồ hình con thỏ, nhưng mà đeo cặp kính của Nobita nữa. Cái gì đâu xịt tim dữ vậy? Dạ trung tướng tá cũng bị nhon lắm, nó khác biệt bây giờ. Lúc đó là cái điện bên này là chặt rồi, nhưng mà cái điện bên này sao? Dạ cũng ấn tượng. Rồi sao nữa? Bây giờ chị muốn biết là tụi em sau khi tụi em gặp nhau, cái cảm xúc đó, nhận ra nhau xong rồi đi đâu? Dạ lúc đó thì này hả? Trời, anh đen mà anh ốm, anh xấu mà anh mụn không à. Trời ơi, em chậm cực kỳ luôn. Trời. Sao nãy em nói là em nụ chết với đụng cực. Tại vì lúc đó thấy xa xa cái mặt cười thôi. Ờ thấy cũng được được. Đúng rồi, gần tí 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 gần gần lại. Rồi. Thôi bỏ đi.
Rồi cuối cùng sao? Dạ thôi em cũng gán kiềm chế lại, cũng lại nói chuyện. Cái hai đứa nắm mà nắm ngón út không à chị? Trời ơi. Cái nắm ngón út cái hỏi giờ biết đi đâu giờ. Cái nói thôi đi đầm sen chơi đi cho chống đập dịch. Vậy mà còn có sức đập dịch hả? Vô đập gì vậy? Mãnh liệt luôn. Mãnh liệt luôn. Rồi em ở trong Sài Gòn được bao lâu? Để khoảng được ba hôm. Ba hôm? Để em qua dịch. Trời ơi, lúc đó là tình yêu bắt đầu nó nảy nở rồi nó... Rồi trong cái ba hôm mà đè nén 2 năm rồi có bị vượt qua ranh giới gì không? Dạ không. À. Giỏi quá vậy? Ừ. Dạ, tới lúc cưới luôn chị. Siêu phàm vậy? Nghĩa là chỉ cho đụng thôi, chỉ cho nắm tay. Dạ. Quá là bực liền đúng không? Dạ. Vậy là giỏi quá. Rồi, ra vô như vậy hoài hả? Dạ, ra vô miết. Bao lâu thì mới gặp nhau, gia đình? Dạ, lần đầu tiên ảnh vô thì ảnh về thì bình thường. Còn cái lần thứ hai thì gặp giới thiệu gia đình chứ, dạ. Đúng không? Ừ. Em cứ nói với mẹ là... Nói ảnh nhỏ hơn con 2 tuổi à. Thì nó cũng đỡ đỡ. Mẹ vô là mẹ nhìn ảnh mẹ chê liền. Trời không được, thằng này không được. Nhà ở xa. Rồi nhìn nó không có đẹp mà nó xấu, nó ốm quá. Rồi nói công ăn việc làm mới không có được gì hết trơn á, sao quen. Nói trời lúc đó em nản dễ sợ luôn. Cái ảnh về xong em cũng tin trời lên nản quá à. Cái anh này cũng buồn, em cũng buồn. Rồi sao vượt qua? Dạ thì em cứ gọi cho vợ động viên con. Rồi lần sau vô thì ngồi đến chuyện với ba mẹ vợ vậy đó. Chơi chiêu vui dần thắng lâu thôi. Rồi ba mẹ ngón cò ly đó. Rồi đó thôi ba mẹ cũng chịu. Nhưng mà anh nghĩ cũng khoảng 1 năm mấy, 2 năm. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Hôm nay là tròn 1 năm rồi. Dạ hôm nay đúng 1 năm ngày cưới. Quá là ý nghĩa. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là chắc ba mẹ vợ chắc là cưng đúng không? Dạ thì đổi như nhìn về hồi trước thì nó khác hẳn đi. À, em là bây giờ hiện giờ đang ở với ba mẹ vợ. Dạ, 2 giờ thì hai đứa tách ra riêng chị. À, tách ra riêng rồi. Có vui không? Trước tiên là cảm thấy vui. Dạ. Có gây lộn không? Dạ, ít gây lắm anh. Rồi đã có em bé chưa? Dạ, chưa. Chưa vậy thì bây giờ ai là người nấu cơm, ai là người giặt đồ? À, cái chuyện đó thì cũng hai đứa cũng tay nhau cái chuyện đó biết. Gây miết ha, gây miết luôn ha. Dạ, gây miết. Ủa nhưng mà gây miết chắc là tị nảnh nhau đúng không? Dạ, tại vì á cái đặc tính của anh đi làm á, lúc nào anh cũng về trễ hơn em á. Em cứ can tan ca đúng giờ cái về, chưa tắm rửa gì đi chợ nấu cơm rồi á, làm hết mọi chuyện là tới 7 giờ mấy gần 8 giờ mới được ăn cơm. Xong ảnh chỉ có về ảnh tắm vô tắm xong cái ra vừa tới ăn luôn. Không anh làm thì gì rửa chưa? Chén. Dạ, ăn đó. Xong rồi rửa chén. Cái em lúc đầu là em rửa chén luôn rồi sau đó sao vậy, tại sao anh về mà anh không làm gì hết trơn vậy, tự nhiên anh sướng quá vậy. Em đẩy việc rửa chén lau nhà là việc của ảnh, phơi đồ với xếp đồ là của ảnh, em chỉ giặt thôi. Trời không giặt bỏ vô mới giặt rồi. Rồi bây giờ còn tị nặng luôn cái dễ sợ không? Dạ còn bây giờ vậy chồng có nhiều tật xấu không? Dạ có chị. Kể đi, kể đi. Trời ơi chồng em mê game lắm chị ơi. Trời ơi gì đâu vừa về hả, không cần thay đồ là vô bấm điện thoại ten 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 rồi bấm vô ngồi chơi ôm miết luôn, không cần đi tắm luôn. Ủa chị đó em cũng mê lắm mà. Dạ hồi đó em mê mà em xong công việc em mới chơi. Vậy là đâu có xếp vào tật xấu được, tại vì bây giờ mình ở đó mình cũng mê vậy. Dạ nhưng mà giờ em bỏ rồi, còn ảnh cái tật xấu. Còn gì cái tật xấu nào mà của ảnh có mà em không có kể đi. Dạ ảnh lùi lắm chị. Hồi trước á lúc mà chưa cưới em á, ảnh một mình ảnh ở chợ trong này cái gì anh cũng làm được hết trơn. Em chỉ cần rách áo chút xíu, ôi rách áo rồi đây anh giá cho. Nói chung mà tưng tiêu em dữ lắm. Rồi xong á cưới em về xong cái là như là vợ làm hết. Dạ. Em không giờ... em không kêu là không làm ngồi yên. Nhưng mà bây giờ dễ gì đúng không ảnh? Dạ dễ gì đúng không? Rồi giờ còn gì nữa không? Hay lý sự lắm anh. Em nói câu ở sao anh không làm đó. Trời ơi anh còn phải công việc này nọ. Anh nói đủ thứ việc giống như là ảnh bận rộn lắm vậy. Tại vì em rảnh lắm thì sao? Đúng không? Dạ cầm cái máy đợi xíu đi anh chơi game suốt anh rồi anh làm. Mà em nói hả đợi xíu của ảnh là 2 tiếng mấy sau chưa làm còn. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì em có phát quả lên không? Dạ mắng có không ảnh có không dạ có lúc nào mà cân điên có không giật máy mà với hù ơi rồi có khi nào mà lên cơn điên mà kêu mày tao luôn không? Dạ không chưa. Nhỏ hơn mình có quyền kêu mày chứ. Không có kêu mày tao thì nói ê bạn nhỏ con tôi đó nha, bạn nhớ vậy nha, tôi đang chửi á. Bây giờ cho em nói đó, tật xấu của vợ là gì? Xấu vợ là thức khuya. Cũng thức khuya chơi game đúng không? Dữ dội vậy. Dạ cũng chơi game. Có khi nào mà chơi cái trò lấy chồng trên game rồi cưới ông khác ở trên game không? Dạ có rồi. Có luôn á. Mà có lại em ghen với cái chuyện đó không? Có ghen rồi. Nổi điên không?
Dạ, bà nó cưới thằng hai vậy? Ờ, tự nhiên lên mà bà cưới thằng nào nữa vậy, đúng không? Dạ, cũng kêu ông xã bà xã vậy đó. Ừ, à. Rồi lúc em làm sao? Dạ, lúc đó vợ tắm thì đâu tin nhắn tới, rủ đi uống cà phê. Dạ. Cái tin nhắn sao? Đến điểm cũ hả hay sao? Dạ không đó. Đến điểm cũ vậy bà xã? Dạ, thì có nhắn tin là bà xã, mình ra cà phê đi, nói lâu rồi ông xã không gặp bà xã rồi. Nói lên ra để gì mình coi mấy cái chiêu mới này nọ để nâng cấp chiêu game. Mới nữa tại vì có từ chiêu mới em chưa có kịp trả lời vậy chứ em cũng chưa giờ đi hết á. Tại vì game thì em chỉ nói chuyện trên game thôi. Cái anh đó có gia đình chưa hay là vẫn độc thân? Dạ anh đó có gia đình rồi. Ồ vậy đó. Dạ thì vợ anh cũng biết anh chơi game, em chơi game em giấu lắm, em không có cho anh này biết. Cái anh này mới đâu nổi sùng lên. Gặp anh em á anh không xóa game mà anh nói bà bây giờ không được chơi nữa để tôi chơi. Nhưng bây giờ bỏ rồi đúng không? Bỏ chưa? Dạ, giờ bỏ rồi. Thôi, tập trung bỏ game đi. Bỏ rồi. Để mà có cái khác, hiểu không? Chơi cái khác đi. Chơi cái khác nó vui hơn. Tại vì em không có gái gú gì hết. Nhưng mà cái game ở máy em chơi biết rồi. Chứ nó cũng đâu có trai gì đâu. Vậy có trai. Có ông xã nó bây giờ xong rồi. Trai trên game mà nó phá rồi, bỏ cái game đó rồi. Dạ. Thôi bây giờ chị thấy tụi em phải tự hoàn thiện bản thân mình trước khi mà mình có em bé đi. Chứ còn nít quá à. Bây giờ em phải chứng tỏ cái bản lĩnh của em đi. Bây giờ vợ mình bỏ game rồi, mình cũng bỏ đi. Bỏ đi. Anh Bin anh nói đúng, nó bỏ chơi game, chơi cái khác thường xuyên hơn chút. Tập trung một cái. Bún thùng mà. Có liền. Bún thùng thì chơi bún thùng kìa, hai chồng chơi bún thùng đi. Thật sự anh thấy là mình phải biết tiết chế. Bây giờ kêu ngưng luôn thì sao ngưng, đúng không? Tiết chế lại từ từ bỏ luôn. Còn không thôi hai chồng chơi lại cái trò cái đi. Cũng có rủ chơi á, nói là anh chơi chung game đi, có gì. Mà tại vì em chơi cho con gái em này nọ kia anh không có chịu. Bây giờ đổi đi, bây giờ chơi hai game. Một game là em theo chồng, một game là chồng theo vợ. Trời ơi, mày ngồi xuống chơi hai game. Trời ơi, thôi dẹp đi, thôi nó nói lại đừng có chơi game. Thôi dẹp luôn, dẹp luôn.